thánh rồi. Hiểu này không? Bây giờ nghe cho kỹ câu hỏi này, trả lời nè. Lúc phụ nữ còn trẻ, estrogen nhiều hay ít? Nhiều. Estrogen nhiều thì nó nằm lắng đọng mở ở ngực, đúng không? Nhưng mà nó có một tác dụng thứ hai nữa, là về nguyên tắc trọng lực. Về nguyên tắc của trọng lực thì khi mở mà nó nhiều ở ngực thì nó phải làm gì? Nó phải luồn phía dưới da để nó chảy xuống dưới bụng. Chứ mà nó rơi mở đầu cờ chúng ta nghe, mà nó luôn là dưới da mà nó chảy mở xuống ngực, xuống bụng. Nhưng ở estrogen nó hay ở chỗ là nó có một tác dụng là nó làm lắng đọng mở ngực và giữ mở ngực, không cho chảy xuống dưới bụng. Hiểu này không? Đó, nó giữ mở ngực vậy nè, nó không cho mở luôn dưới da bụng chảy xuống dưới ngực, nó chảy xuống dưới da bụng. Và khi mà mở lắng đọng ngực thì cái da ngực phải làm gì? Mở lắng đọng trong ngực rồi, cái da ngực đầu tiên cũng giống như da đàn ông thôi, nhưng mà mở cứ lắng đọng thì da ngực phải làm gì? Phải căng để chứa một lớp mỡ. Nắm ở đây chưa? Đến tuổi mãn kinh, đến tuổi mãn kinh là còn estrogen hay hết? Đó. Ít lắm, gần như bằng không, gần như bằng không rồi. Thì cái mỡ ngực á, cái mỡ ngực nó không được mất đi được, nó không mất được, nó sẽ làm gì? Nó luồn dưới da ngực và nó chảy xuống dưới bụng. Trên phụ nữ mãn kinh cái bụng sao? Nó bắt đầu hứng cái mỡ ngực á, cái bụng nó ngày càng to này. Nhưng cái quan trọng là cái da ngực, cái da ngực ngày xưa nó đã lỡ căng ra để chứa mỡ rồi, bây giờ mỡ chảy xuống hết bụng rồi. Chị hà chơi mớm gì? Nó không thu hồi lại được, nó không cách nào thu hồi lại được. Còn không để lên mất mà chặt cái mỡ nó giống như này. Và tương tự như vậy, da mông, da mông mà lúc còn trẻ nó căng ra cái thứ mông, bây giờ đến tuổi mãn kinh thì hết mỡ ở mông rồi. Nó có hai bọc da, nó cứ đông đưa tay chiều đi hả? Mấy người hiểu này không? Mà hồi lúc còn trẻ ngực của ai mà lỡ cắn nhiều chừng nào thì tới mạnh kinh. Còn hồi lúc còn trẻ ngực của ai mà nó chỉ hơi hơi thôi, chút ngực có chút xíu thôi thì đến mạnh kinh nó hút gì hết. Mấy người thấy cuộc đời có sao mà mạnh không? Người nào mà ngày hôm nay lúc mình còn trẻ xinh đẹp, bao nhiêu thằng đàn ông nó nhìn vào cái ngực của mình, nó thấy ố đẹp quá, nó nhìn đáng đúng. Thì đến khi mình mãn kinh nó sẽ không dám nhìn được, nhưng nó tới đầu cổ. Cái đẹp của ngày hôm nay là cái xấu của ngày mai. Những người phụ nữ nào lúc còn trẻ mà người có chút xíu mà không thành đàn ông mà nó giòn tới, thì tới mãn kinh nó cũng giòn luôn. Vì mình đã quen với cái đẹp thôi, mình luôn tự hào với cái đẹp. Còn phụ nữ nào mà lỡ lúc trẻ không được đẹp lắm thì ngày nào mình cũng nhìn mình trước kiến rồi, ôi trời thật tao gì, đứa nào nó hốt đâu cho rồi đi. Mà và đến già thì mình nhìn lại thì tao vẫn phải khóc. Tát mấy không? Cho nên đâu có biết cái gì đâu, mấy không? Xét gì đâu mà tâm hồn. Cho nên nói chung là mình sống chết mày người mình luôn. Phải không? Mà phụ nữ này nhớ nè, lúc mình trẻ, mình đẹp mà nó lấy mình, nhiều khi nó không phải lấy vì tình yêu mà nó lấy vì cái gì? Nó lấy vì nhan sắc mình, cho nên khi mình mãn kinh nó bỏ mình ngay cái khác. Ngay cái khác nó bỏ. Còn lấy lúc mình còn trẻ mà mình không được đẹp lắm mà nó vẫn lấy mình,
và nó lấy vì tình yêu đích thực. Cho nên đến mạng kia nó không có bỏ mình. Cho nên bây giờ mình đang trẻ này, mặc dù mà mình đẹp thì mình phải cố gắng làm cho mình xấu đi. Đầu tóc sủ sửa nên đừng có chải tóc gì hết, mặt mũi rồi cho muộn rồi lên nên áo quần thì xé rách rồi hết. Estrogen làm gì? Estrogen làm giảm cholesterol trong máu. Mà mẹ phải nhớ này, cholesterol là nó gây ra bệnh tim mạch, nó gây sơ vữa đó mà. Mà estrogen làm giảm cholesterol trong máu, như vậy estrogen được mệnh danh là hormone bảo vệ hệ tim mạch, bảo vệ cái hệ tim mạch. Mai mốt tôi cho đề thi nữa nha. Hormone nào sau đây được mệnh danh hormone bảo vệ hệ tim mạch là mình phải chọn. Và estrogen hoặc progesterone là hai hormone đều là hormone steric, cho nên nó đều gây nhiễm muối và nước. Hormone nào mà steric là nhiễm muối và nước. Hormone testosterone là nam giới cũng gây nhiễm muối và nước vì nó cũng là steric. Về trên xương thì estrogen làm gì? Ở trên xương thì estrogen làm cho hệ xương phụ nữ là gì? Không phát triển bằng nam giới và làm cho cái khung chậu là gì? Phát triển theo bể bể ngang. Cái này đã nói rồi, đúng không? Nhưng mà estrogen có đặc điểm là làm tăng hoạt động tạo cốt bào, như vậy giữ cho xương không có bị loạn, không ạ? Nó tăng hoạt động tạo xương. Estrogen tạo ra đặc tính sinh dục nữ thứ phát, cái này chúng ta dạy rồi ở bên phải sinh dục nam, đúng không ạ? Đã dạy rồi. Trong khi progesterone thì làm cho thân nhiệt của người phụ nữ tăng lên từ 0,3 đến 0,5 độ C. Progesterone làm thân nhiệt nó hơi cao lên một chút nha. Nhớ nè, estrogen ở nửa nào chu kỳ? Nửa đầu là từ ngày, không phải ngày 1 đâu, từ ngày 5 đến ngày 10, ngày 4, và trước khi trứng rồi. Còn progesterone là nửa sau và là sau khi gì? Sau khi trứng rồi. Nhớ không? Progesterone là sau khi trứng rồi, còn estrogen là trước khi trứng rồi. Nhớ được chưa? Ok chưa? Ok. Ok. 2 phút làm kiểm tra bắt đầu. Họ và tên mã số sinh viên. Đi 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 chúng ta đợi luôn. Họ và tên, mã số sinh viên, lớp. Có cái giấy kiểm tra sinh kế kìa. Một phút nữa là cho không điểm thế. Im đã. Dưới hình mực kìa.